Hello anh em, chắc hẳn mọi người đã không còn xa lạ với thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Nó được nhắc vô số lần qua phim ảnh của anh bạn láng giềng. Đến với trận chiến thứ 7, chúng ta sẽ gặp mặt một nhân vật oai hùng, người đặt dấu chấm hết cho thời Chiến Quốc, vị hoàng đế đầu tiên của lịch sử Trung Hoa. Với khả năng của mình, ông đã giúp nhân loại dẫn trước bàn thắng so với thần linh. Trong video lần này, mời anh em cùng tìm hiểu thông tin về vị vua nổi danh Tân Thủy Hoàng. Ông xuất hiện trong Ragnarok như thế nào, sức mạnh của ông kinh khủng đến đâu. Trước tiên, chúng ta sẽ đi vào những thông tin cơ bản nhất về vị vua nổi danh này. Về ngoại hình, so với những nhân vật sở hữu dáng người cao lớn lực lưỡng, Tân Thủy Hoàng mang dáng vóc trung bình và chắc khỏe, bên trong anh mặc trang phục bó sát thích hợp vận động, bên ngoài khoác áo choàng vai trần với nhiều họa tiết phức tạp. Nửa đầu trận đấu, Tân Thủy Hoàng dùng một chiếc khăn có hoa văn đan chéo để che mắt, anh cũng sử dụng hộ giáp trên tay với hai chiếc bên phải và ba chiếc bên trái. Về tính cách, Tân Thủy Hoàng vô cùng tự tin và kiêu ngạo, anh hành động tự do ngay trong đấu trường Valhalla. Do không biết đấu trường của mình ở đâu, anh tự chọn nơi sang quý nhất, bước vào khu vực các vị thần và ngồi xuống ghế của Hades. Theo anh, chỗ nào không quan trọng, anh thích ngồi đầu thì chỗ đó chính là ngai vàng. Có lẽ ở ngôi cao đã lâu, Tân Thủy Hoàng mang trên mình khí thế của một ông vua. Anh luôn đặt mình trong vị thế đứng đầu, phía trên tất cả. Anh quát mắng hai vị thần trên đỉnh Olympus là vô lễ, không để Iris vào mắt, tự nhiên sai bảo Hermes. Độ chảnh và sự tùy hứng của hoàng đế này thì không dừng ở đó. Tân Thủy Hoàng cho rằng bản thân đi tới đâu thì nơi đó tự khắc thành đường. Anh khiến toàn bộ các hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa bước đến khán đài của thần, nâng đường tạo vương lộ cho anh đi xuống đấu trường. Khi bị Valkyrie thứ 10 trách mắng về việc không tuân thủ quy tắc, anh rất thản nhiên và bảo không vấn đề gì vì anh là hoàng đế. Hoàng đế là người tôn quý nhất thiên hạ này, mọi điều hoàng đế làm đều đúng. Nếu ngược về quá khứ, trên người Tân Thủy Hoàng không hề có sự bệ nghệ thiên hạ như này. Lúc còn nhỏ anh là hoàng tử bị nguyền rủa nhất trong lịch sử, khi bị bắt làm con tin ở nước địch. Cha anh đã gian díu với một nữ vũ cơ và sinh ra anh. Vào lúc 2 tuổi, Tân Thủy Hoàng bị cha ruột bỏ rơi, không lâu sau đó cũng bị mẹ bỏ rơi, cuối cùng bị chính đất nước bỏ rơi. Cậu nhóc Tân Thủy Hoàng khi đó là một con tin vô giá trị ở nước địch, thường xuyên nở nụ cười gượng gạo và miễn cưỡng với tất cả mọi người. Anh hy sinh bản thân để mong nỗi oán hận của những người xung quanh được nguôi ngoai. Tuy nhiên khi gặp gỡ Phi Yến, người được coi như mẹ nuôi của Tân Thủy Hoàng, anh đã dần sống thật với chính bản thân mình. Có thể nói Phi Yến ảnh hưởng rất lớn đến Tân Thủy Hoàng. Phi Yến dạy anh các chiêu thức võ thuật, truyền động lực để anh trở thành một vị vua vĩ đại nhất. Nhờ điều này, Tân Thủy Hoàng luôn cố gắng rèn luyện bản thân và giữ lời hứa với Phi Yến. Hẳn anh em theo dõi phim ảnh đều biết, tiêu chuẩn của một vị vua được yêu cầu rất nghiêm khắc. Với khả năng đặt dấu chấm hết cho thời Chiến Quốc, đương nhiên Tân Thủy Hoàng cũng sở hữu sức mạnh phi thường. Chẳng hay bước vào trận đấu sinh tử Ragnarok lại cầm văn thư ra diễn thuyết quả. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sức mạnh của Tân Thủy Hoàng, vị hoàng đế này mạnh đến mức nào. Đầu tiên phải nhắc đến là thể chất phi thường của anh. Tân Thủy Hoàng xuất hiện trong phòng chờ theo cách rất ngang ngược, anh đạp vỡ tường để di chuyển. Đám tường này không phải tường đất, tường gạch trong thời đại 6 nước phân tranh của anh, mà là tường kiên cố do các vị thần tạo ra. Vậy mà Tân Thủy Hoàng băng băng phá thủng vô số bức tường, dễ như cách bóp nát miếng đậu. Không dừng lại ở đó, anh có thể dùng một tay hất bay thần chiến tranh Ares đến mức ngã ngược người, trào máu mũi. Điều này đến cả Ares và Hermes đều kinh sợ, vì Ares là người có thể lực xếp top đầu trên thiên giới. Đây là khả năng nguyên gốc của Tân Thủy Hoàng trước khi kết hợp với Anvit. Sau khi có sự hòa hợp thần khí, sức mạnh của anh ngày càng được tăng gấp nhiều lần hơn. Về tốc độ và khả năng phản xạ, ngoài thể chất phi thường, Tân Thủy Hoàng có thể di chuyển với tốc độ tương đương các vị thần. Đối thủ của anh là Hades, vị vua của âm giới, người được cho là anh cả của thần giới. Trước những đòn tấn công chớp nhoáng của Hades, Tân Thủy Hoàng vẫn có thể theo kịp tiết tấu, tránh đi những đòn nguy hiểm, thậm chí lựa chọn thời điểm để phản kích lại. Về khả năng chịu đựng và sức bền, nhắc đến một trong những yếu tố quyết định đến kết quả trận đánh thì không thể bỏ qua khả năng chịu đựng và sức bền. Xét riêng điểm này, có thể nói sức chịu đựng của Tân Thủy Hoàng gần như vô hạn, vì anh sở hữu đôi mắt có thể cảm nhận được nỗi đau, cả đời anh đều sống với nó. Nói điều này hơi hàn lâm nhưng anh em có thể hiểu đơn giản là mọi sinh vật đều luôn thích nghi để tiến hóa, ví dụ như việc chạy bộ hay những bài tập thể lực khác, cơ thể chúng ta sẽ ngày càng thích ứng, tăng khả năng chịu đựng và tăng cường độ tập luyện. Với Tân Thủy Hoàng cũng vậy, vì đôi mắt phản chiếu nỗi đau của người khác, lâu dần khả năng chịu đựng của anh sẽ tăng cao đến vô hạn. Đứng trước một đối thủ mạnh như Hades, Tân Thủy Hoàng luôn phải bào mòn tinh thần và hy sinh bản thân để chiến đấu. Đến nửa sau của trận đấu, khi anh bị Hades dồn vào thế yếu, bị đánh vỡ giáp và mất một tay, Tân Thủy Hoàng vẫn có thể kiên trì đứng lên. Theo anh, khi đã chịu đựng được nỗi đau của người khác, anh có thể chịu được đau đớn của bản thân tới bao nhiêu cũng được. Bên cạnh sức mạnh thể chất, bản thân Tân Thủy Hoàng cũng có khả năng đặc biệt. Đầu tiên là đôi mắt. Nếu đôi mắt của Adam có thể học hỏi chiêu thức của thần, đôi mắt của Jack the Ripper có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác, thì đôi mắt của Tân Thủy Hoàng có thể phản chiếu tổn thương. Thuật ngữ thần kinh học gọi đó là phản chiếu qua gương, biến cảm giác của người khác trở thành y hệt chuyện của bản thân mình. Bởi vì từ khi sinh ra đã luôn đón nhận sự thù hận của mọi người, đôi mắt của Tân Thủy Hoàng còn vượt qua phạm trù thông thường. Cả khi hứng chịu cảm xúc hay cảm phẫn bùa vây, anh cũng xuất hiện nỗi đau tương tự. Nó sẽ xuất hiện trên người anh giống như hình dạng của vết bỏng. Hẳn xem tới đây, anh em sẽ đưa ra đánh giá giống Hades, cho rằng đây là một thể chất khá bất tiện. Đặc biệt là đang trong một trận đấu, rõ ràng dốc sức chín châu hai hổ đánh đối thủ hộc máu, cái đau đớn là khi đánh xong mình cũng hộc máu tương tự. Nói đến đây cũng cần phải xem xét thân phận Tân Thủy Hoàng.
Trước khi là đấu sĩ, anh còn là một vị vua. Tân Thủy Hoàng cho rằng khi thấu hiểu nỗi đau của mọi người, anh mới trở thành vị vua vĩ đại nhất. Một vị vua hiểu được cái khổ của dân chúng sẽ biết chăm lo cho con dân, giúp đất nước hạnh phúc và lớn mạnh hơn. Khả năng đặc biệt thứ hai của Tân Thủy Hoàng là nhìn thấy yếu huyệt. Nhờ khả năng đặc biệt của đôi mắt và việc trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt, Tân Thủy Hoàng có thể nhìn thấy yếu huyệt của một người. Tất cả vạn vật đều tồn tại dòng chảy của khí. Trong dòng chảy của khí luôn tồn tại yếu huyệt. Với một trận tử chiến thì yếu huyệt cũng chuyển động liên tục. Mắt thường vốn không thể bắt kịp, nhưng với năng lực của mình, Tân Thủy Hoàng lại làm được. Có thể nói đây là một năng lực siêu phàm. Khi nhắc đến sức mạnh của một người, kỹ thuật chiến đấu thường mang đậm dấu ấn và đặc trưng của người đó. Tân Thủy Hoàng cũng vậy. Bí kíp của anh là Sivu. Đây là chiêu thức võ thuật được anh lãnh hội trong quá trình chiến đấu với ma thần Sivu. Nó được coi là võ thuật tối thượng, được hình thành bởi 5 phong cách. Mỗi cách chiến đấu được đặt tên theo 5 loại vũ khí mà Sivu tạo ra: nỏ, kiếm, kích, mâu, khải. Đầu tiên là Sivu khải thức thừa lực thiên phụng. Đây là chiêu thức mà Tần Thủy Hoàng dùng nhiều nhất, mang phong cách dạng giáp. Thừa lực thiên phụng sẽ hấp thụ đòn tấn công của đối phương và phản lại toàn bộ uy lực của đòn đánh. Đòn đánh của đối thủ càng mạnh thì uy lực của thừa lực thiên phụng càng khủng bố. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng đã hất bay Hades lún đấu trường, khiến anh bị thương đổ máu bằng chính đòn của Hades. Tiếp đến là Sivu mâu thức. Chắc hẳn anh em cũng thấy thừa lực thiên phụng là một chiêu thức tấn công theo thế bị động. Nếu muốn chủ động ra đòn, Tần Thủy Hoàng bắt buộc phải dùng đến bí kíp tiếp theo. Sivu mâu thức còn được gọi là Thái Sơn Long Trảo, mô phỏng vuốt rồng. Tần Thủy Hoàng đâm xuyên qua cơ thể đối thủ bằng cách sử dụng giáp bọc tay, nó khiến cho bụng Hades bị đục thủng mổ lỗ. Tận dụng khả năng nhìn thấy yếu huyệt từ đôi mắt, Tần Thủy Hoàng tung ra chiêu thức Sivu nỏ thức ba lưu quy. Anh bắn ra một viên đạn không khí vào yếu huyệt mà nhìn thấy, dính đòn này đòn tấn công sẽ bị suy yếu, phòng thủ cũng không có tác dụng vì được tạo ra từ không khí nên loại đạn này vô hình, rất khó để né tránh hay đỡ đòn. Ngay cả khi đánh trúng mục tiêu, đối phương cũng chỉ nhận ra khi đòn tấn công của mình bị suy yếu. Chiêu thức tiếp theo là Sivu kích thức bạch hổ hồ nguyệt. Đây là chiêu thức mô phỏng tư thế vồ của hổ. Tần Thủy Hoàng vung chân đá theo hình vòng cung. Cú đá này mạnh tới mức có thể hất bay Hades và xé toạc lớp da trên cánh tay hắn. Cuối cùng là Sivu kiếm thức Thủy Hoàng Yến Trảm. Không quá để nói đây là chiêu thức đặc biệt nhất trong bí kíp Sivu. Khi chuyển sang chiêu thức này, áo giáp thần khí đã biến thành một cây kiếm. Với kiếm trong tay, anh đã có thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Nãy giờ nhắc suốt đến thần khí này, thần khí nọ, nhưng phần giải thích về thần khí thì viewer đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cơ mà anh em yên tâm, cái này làm sao tôi quên được. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về thần khí luyện thành mà Tần Thủy Hoàng sử dụng. Nếu so sánh khả năng của Tần Thủy Hoàng như nguyên liệu thì thần khí là cỗ máy vận hành. Để đạt được năng lực chiến đấu và hạ gục thần linh, thần khí do Anvit đóng vai trò khá lớn. Thần La Khải Tụ, hình thái đầu tiên của thần khí là một bộ giáp. Anvit hóa thân thành một bộ giáp bao bọc ở thân trên gồm vai và ngực. Sức mạnh của cô mang đến lực phòng ngự tuyệt đối, bổ sung hoàn hảo cho kỹ thuật võ thuật và cận chiến khi Tần Thủy Hoàng dùng Sivu. Thủy Hoàng Câu Tiện Kiếm, nhưng phòng thủ hoàn hảo tới đâu vẫn có ngày dính hư hại. Khi lớp giáp phòng ngự bị xuyên thủng, Tân Thủy Hoàng không thể dùng thừa lực thiên phụng được nữa. Điều này bắt buộc anh phải chuyển sang một cách đánh khác. Đó là lúc Valkyrie thứ 10 trao hết toàn bộ sức mạnh cho Tân Thủy Hoàng, biến bộ giáp thành thanh kiếm. Điều này có thể thực hiện là bởi nguyên lý cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Khi đối thủ đang bận đỡ đòn, bản thân người đánh sẽ an toàn tuyệt đối. Để đánh bại Hades, Tân Thủy Hoàng đã linh hoạt dùng thừa lực thiên phụng lên thanh kiếm. Anh kết hợp Sivu kiếm khải thức phá nát thần khí siêu mạnh được liên kết sinh mạng với Hades và giành chiến thắng cho nhân loại. Ngay từ khi bắt đầu, trận chiến của Tần Thủy Hoàng và Hades được giới thiệu là trận chiến đỉnh cao giữa vua với vua. Nếu Hades thường nhắc về lời hứa và phận làm anh, thì bên Tần Thủy Hoàng anh em sẽ thấy hình tượng của một vị vua đứng lên bảo vệ cho con dân của mình, bảo vệ cho nhân loại. Vua không do dự, không cúi đầu, không dựa dẫm và sẽ không từ bỏ. So với tư cách kẻ làm anh thì Hades thắng, nhưng trong trận đấu giữa hai vị vua ở trận thứ 7 này, Tần Thủy Hoàng đã đưa nhân loại dẫn trước bằng kết quả oanh liệt. Video ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Nếu yêu thích, anh em đừng quên tặng hai đền tập Shonen một like và một subscribe, đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những video mới nhất. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.